Sala xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả xem kênh Sala TV. Hôm nay là một buổi sáng đầu năm. Sala cùng với lại những đứa em trong nhà của mình đang di chuyển về hướng Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh. Con đường mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình lúc này chính là đường Quỳnh Tấn Phát ở Nhà Bè. Con đường này sẽ đưa Sala cùng với lại quý vị khán giả đến viếng một ngôi chùa hiện nay rất là thu hút nhiều đông đảo Phật tử cũng như là những người hành hương, những người có tín ngưỡng về lại thờ mẫu đó quý vị, tín ngưỡng về thánh mẫu đó, thì đều về lại ngôi chùa này trong những ngày đầu năm để cầu cho mình được những cái phúc lộc, tài lộc, nhất là trong công việc làm ăn buôn bán. Ngôi chùa mà Sala đến trong ngày hôm nay chính là chùa Châu Đốc 2 ở Nhà Bè. Đây là một ngôi miếu ngũ hành của Phú Xuân Nhà Bè, nhưng mà người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận của miền Đông Nam Bộ đó thì quen gọi đây là chùa Bà Châu Đốc 2. Và đây cũng chính là con đường Bình Thắng Phát đưa Sala trong ngày hôm nay cùng với quý vị khán giả về viếng lại chùa Bà Châu Đốc 2 trong năm mới 2024. Kính mời quý vị theo dõi trong những phút hành trình tiếp theo của Sala TV quý vị nhé. Ở đây cũng còn con đường để là đường vào Châu Đốc 2, chùa Châu Đốc 2, nhưng mà mình đi thẳng tới cái cổng chính luôn quý vị. Cổng chính ở dưới hôm nay Sala nghĩ là đông lắm luôn, tại vì thấy ở phía trước nè, đông ơi là đông luôn, không biết có mình có chạy xe vào được không. Ở ngoài đây quý vị thấy không, quá trời xe hành hương, xe của rất là nhiều du khách 7 chỗ đậu kín mít ở hai bên đường. Mình sắp tới cổng chính rồi đó, là thấy có cái cốp phút, cái cốp phút nè. Đây quý vị, đây là cổng chính của chùa Châu Đốc 2 nè quý vị. Quý vị thấy mọi người đi rất là đông. Ở đây mình chạy xe vào trong để mà giữ xe. Nếu mà giữ xe bên ngoài thì đi bộ vào cũng khá là xa. Và đây là hình ảnh mà Sala gửi cho quý vị khán giả về dòng người đi hành hương đầu năm đó quý vị, đông lắm. Tuy là một con hẻm bề ngang khoảng 2 thước thôi, nhưng mà xe máy rồi người ta vào đây đông, đông rất là đông. Bình thường thì là Châu Đốc 2 đó sẽ đông vào cái tháng 2, rằm tháng 2 là người ta sẽ có cái lễ cúng, lễ kỳ yên đó, người ta cúng thả thuyền trên sông, người ta cúng thuyền á. Dạ. Dạ có, lên Sala TV á chị ơi. Ở hai bên đó quý vị có thể thấy là có rất là nhiều các nhà quầy bán hàng của người dân, ta bán nước nè, bán đồ cúng, bán nhang đèn, gạo muối đồ, nhiều thứ lắm. Hôm nay ngày đầu năm rồi Sala đi cũng là lần đầu tiên mình đi Châu Đốc 2 mà trong một cái không khí đông vui như thế này. Bình thường mình cũng tới nhưng mà nó không đông. Mình chạy xe vô trong đây một cái dèo là vô tới trong luôn. Còn hôm nay là đông lắm. Ở đây người ta bán, đặc biệt là Sala thấy là có rất là nhiều những cái đồ cúng nè, dầu xô bóp đồ, nó tương tự như ở dưới chùa Bà Châu Đốc ở núi Sam vậy đó quý vị. Thậm chí mình vô trong kia mình có thấy người ta bắn khô, bắn mắm các loại, nhiều thứ. Quý vị thấy không, có cà na muối đồ giống y như miền Tây, có me nữa, me ngâm nữa. À, chị bán me. Chị kêu. Chị thấy bán, chị thấy Sala nhắc tới me cái gao lên liền. Đây còn có bán vàng nữa quý vị. Vàng người ta bán ở ngoài xịa luôn. Dừa, ta chở dừa vô. Bình thường thì hàng năm là Sala hay đi vào tuốt ở bên trong, vào cái nơi giữ xe cuối cùng luôn, để lát nữa mình dễ thuận tiện mình lấy xe ra. Đây có cái món ngon gọi là ngon quý vị đó, cái gì bánh cống, bánh cống tôm, trời ơi ngon quá, đút nó miếng đang con tôm rồi quý vị, bự quá trời luôn. Bánh xèo nữa, bánh xèo rau gừng, trời ơi ngon quá. Heo quay nữa. Heo quay để mua cúng. Nhiều lúc quý vị ơi, có những cô, những chú rất là thích lên YouTube, nhưng mà ta ngờ ngợ nhiều khi người ta không có biết mình quay về cái gì đó. Người ta cũng ngờ ngợ mình chưa biết là mình là kênh nào. Đây quý vị có một cái hàng bán trầu cao đẹp ơi là đẹp, bán trái cây cúng dường, đông vui vô cùng. YouTuber. Mấy chị đi YouTuber. Này không biết có anh YouTube nào tới đây không nữa, hay có mình Sala. Mình tới đây cô cười. Mình tới đây mình một lát nữa mình đi vòng vòng. Quan trọng nhất là ban quản lý có cho vô quay phim không? Hỷ xã cho Sala vô quay. Cũng mong là vậy. Đó quý vị, Sala giới thiệu mới nãy có bắn khô, khô cá sặc bổi nè, khô cá lóc nè, nó khô cá đù, những cái loại khô rất là đặc trưng ở dưới miền Tây sông nước. Đã không? Bữa đây đây gạo gọng hả? Gạo gọng đi, gạo gọng. Vô đây đi. Vô đây thả cho gạo gọng. Đến đây thì nhóm của Sala gửi xe rồi quý vị. Vì đông quá mình không có đi bộ vào trong nữa, mình gửi xe đi rồi. Mình đông quá mình không có đi chạy xe vào trong, mình gửi xe rồi bắt đầu mình đi bộ vào. Ở đây Sala xuống đi bộ rồi thâu cho quý vị nhìn thấy nó rõ ràng hơn. Còn khi mình ngồi trên xe mình chỉ quay chớp nhón thôi. Có ở trong cốp xe. Đây mình còn vào trong đó cũng khoảng cỡ 50 thước nữa mới tới. Ồ đây cái bánh khoai tây làm cái hình cái xoắn đẹp quá. Ở tây sắn. Đi về đây quý vị, mình có một cái không gian giống như là mình về miền Tây sông nước ở chốn Sài Gòn. Ở đây là chùa Bà. Dạ. Chùa Bà. Quý vị thấy không, con tôm quá trời bự luôn đó. Đây là tôm sú. Đồ chay cũng có, đồ mặn cũng có, đầy hết. Hi. Hôm nay rất là vui quý vị ơi, đi chùa mà vào cái dịp Tết này vui lắm, đông. đủ, người ta đi rất là đông. Ở đây mấy đứa nhỏ đi lâu quá, mấy đứa nhỏ có mua cái gì không mà đi lâu vậy? Mua đồng. Mua nước này hả? Đây có cá phóng xanh đó quý vị. Vì chùa Bà Châu Đốc 2 là nằm kế một con sông, cho nên là người ta hay mua cá ra đó thả cá. Mình quẹo vô trong đây đó quý vị, đó là con đường đi vào trong cổng của miếu ngũ hành Phú Xuân, Nhà Bè, mà dân gian thì gọi là chùa Bà Châu Đốc 2. Rất đông. Ừ. Hai bên của chị cái gì mình mua cái lễ cúng. Anh Bảo cầm cho Sala chút xíu anh. Mua đồ cúng không? Sala đi ngang qua một cái quầy quý vị, thấy cái chị này chị dễ thương vô cùng, chị cười với Sala, Sala ghé mua đồ cúng của chị luôn. Chị ơi, bán cho Sala một bộ đề cúng, đồ cúng hả chị? Mâm ngũ quả trăm tư hay là anh lấy thằng 50.000 này đủ rẻ cả muối này chầu câu. Lấy mâm này đi ha chị. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ có mua không? Mua thêm đi chị, mua thêm luôn đi. Anh mua mâm này nè. Dạ. Một mâm như vậy mình gồm có cái gì chị? Dạ 50.000. Bảo quay cho gõ gõ cô chị đẹp chưa? Dạ, chị dạ. Lên kênh Sala TV chút xíu nha. Dạ. Một phần 50.000 có đầy đủ lễ gạo muối nhân đèn chầu câu luôn rồi anh. Dạ. 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 Chị ơi hỏi một chút nha. Mình bán ở đây người ta đi 12 giờ khuya còn người đi không chị? Dạ đúng rồi, Tết là mở người ta đi luôn tới sáng đêm luôn. Dạ, đêm 30 giao thừa á. Còn bình thường từ mấy mùng kia là tới 9 giờ là mình đóng cửa rồi. Dạ. Mấy mùng kia ha. Dạ, mấy mùng rồi ngoài Tết ra thì cái tháng nào đông nhất ở chùa Bà Châu Đốc 2 chị? Tới rằm tháng 7. À rằm tháng 7 ha. Với lại thả thuyền tháng 2. Thả thuyền là tháng 2, tháng 2 là khoảng ngày nào thả thuyền? Tháng 2 là cỡ mười mấy? Nói chung là ngày cũng rằm luôn. Cũng rằm ha, 14, 15 gì đó ha. Rồi giờ chị mà cho hai mâm đi chị. Mình lấy cái mâm luôn hay là không? Ở chổng có cái dĩa rồi mình vô chổng mình có dĩa rồi mình để ha. Rồi, mấy bé lấy giùm anh đi mấy bé. Ở đây quý vị, ở đây là một phần cúng 50.000 thôi quý vị. Còn ngũ quả thì là 140 đúng không? Dạ. Còn có đèn cây, dầu ăn đồ rất là nhiều. Cái này là thằng này là gọi là phần ngũ lễ. À ngũ lễ ha. Đầy đủ. Ở đây là số 4 đó quý vị. Quý vị đi Châu Đốc 2 quý vị ghé quầy số 4 ủng hộ chị để quầy số 4 thôi chứ khỏi kêu tên đúng không? Quầy số 4 là có. Em tên là quầy số 4. Em tên là quầy số 4. Ở đây có nhiều quầy lắm. Tổng cộng 3 phần hay 2 phần nữa chị? 2 phần nữa đi. 150. Sala mua xong rồi cũng có khách lại mua đó, mừng cho chị quá. Dạ. Dạ. Đây có bán cá nữa hả? Em hỏi thử nha, cá này mình bán sao? Dạ cái này thì cá chê xanh. Ký nhiêu? Đúng rồi, cá nhỏ thì 80.000 một ký, cá lớn là 70.000 một ký. Cá lớn. Dạ đúng rồi. Cá nhỏ 80, cá lớn 70 một ký. Nó nhiều con hơn nó mắc. Cá nhiều con hơn. Cảm ơn ha. Anh với lại mấy em đã ủng hộ nha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Vừa quay chương trình quý vị, quay chương trình rồi xong rồi còn mua ủng hộ luôn. Thấy Sala nhiệt tình luôn. Cảm ơn chị. Dạ dạ dạ. Rồi mình lấy đủ hết chưa? Đủ rồi. Cảm ơn. Có đi nhớ số 4 ủng hộ. Số 4 đúng rồi. Cảm ơn. Dạ dạ. Đây anh Bảo cầm đi để Sala. Qua khỏi quầy số 4 một chút là mình sắp vào bên trong nữa quý vị. Bên trong còn có rất là nhiều số 6, số 7, số 8, số 9 luôn. Những cái quầy đánh số người ta bán chắc có thể là giá cả cũng y chang vậy. Quay vô luôn hả? Đâu sợ không cho quay á chứ. Số 6 đây quý vị, số 6 với những cô vui vẻ, bán rẻ, nhiệt tình. Bán rẻ. Bán rẻ nữa, trời ơi, quá tuyệt vời, tuyệt vời. Số 6 vui vẻ, bán rẻ nhiệt tình. Số 7 là bao hàng luôn. Dạ, cảm ơn anh. Rất là vui. Mình đi mình rất là thích các cô chú buôn bán quý vị. Đây là cổng của chùa Bà Châu Đốc 2 nè. Ở trên người ta ghi là miếu ngũ hành. Giờ mình vào trong ha. Vào trong này. Vào trong đây là mới căng thẳng quý vị. Ở trên có để là lễ cúng. Lễ cúng ngũ hành nè. Có cái ngày là 15 16 tháng 2 âm lịch. Năm nay ta sửa lại là Giáp Thìn đó quý vị, nhằm ngày 24 25 tháng 3. 24 25 tháng 3 là sẽ có cái lễ cúng kỳ yên đó. Ở đây nè là cái xôi ngũ sắc, đúng không? Xôi ngũ sắc ngon lắm quý vị. Lần trước Sala có đi mua của cái chị này, chị có cơ sở đó là gì, út mập, đúng rồi, một cổ út mập, một cây, một bột phộng nữa. Hôm nay mình đi vào Châu Đốc 2 với một cái không khí nó rất là nhộn nhịp, rất là vui, rất là đông bà con đến thắp nhang. Ở đây có các cô chú, mình ở ngoài trước một chút xíu để đi một vòng. Đông lắm quý vị. Hòa nhịp cùng dòng người lễ bái miếu bà đầu năm, với khói nhang nghi ngút và cảnh người chan chăn kín mít. Sala xin kể lại cho quý vị khán giả nghe đôi nét về lịch sử hình thành của chùa Bà Châu Đốc 2 ở Nhà Bè. Theo người dân sống quanh vùng này chia sẻ, xưa kia chùa Bà Châu Đốc 2 chính là ngôi miếu được xây dựng tạm bợ bằng gỗ dừa. Vào thời điểm đó, người dân tại huyện Nhà Bè xây dựng ngôi miếu này để thờ cúng những người chết đuối trôi dạt về vùng ngã ba khúc sông Nhà Bè ở trước miếu. Đến thập niên năm 1980 và năm 1990 thì việc thờ cúng trở nên nhộn nhịp hơn. Năm 1993, ngôi miếu được xây dựng khang trang hơn. Ban hương hội của miếu đã về đến tận Châu Đốc, núi Sam, An Giang để cung thỉnh bức hình của bà Chúa Xứ Nguyên Nhung Châu Đốc về miếu ngũ hành Phú Xuân để thờ bà, vì phần lớn tiểu thương ở Sài Gòn vẫn hay về núi Sam cúng bà Chúa Xứ, tức là vay mượn tiền vàng của bà. Đó là miếng tiền vàng bằng giấy và gạo muối để mang lọc về bỏ túi làm ăn cho may mắn. Khi làm ăn phát đạt, họ thường đi về để trả lễ. Thế nhưng trên thực tế thì đoạn đường từ Sài Gòn về Châu Đốc 250 cây số khá xa, cho nên họ đã tìm về ngũ hành Phú Xuân Nhà Bè và xem đây như là một chi nhánh thứ hai của miếu bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc để vay vốn xin lộc làm ăn. Cũng nhờ vào sự linh thiêng của ngôi miếu này mà suốt gần 50 năm trôi qua, những vị thần linh nơi này đã phò trợ cho rất nhiều những tiểu thương, bà con khắp nơi. Thường có thông lệ đầu năm vào rằm tháng 7 là về đây cầu sức khỏe bình an, lộc tài để làm ăn kinh doanh buôn bán. Con đường vào miếu gần 200 thước, hai bên, bà con hàng xóm nơi này cũng có cơ hội buôn bán nhang đèn, đồ cúng các loại để mưu sinh. Vị trí thuận lợi của chùa Bà Châu Đốc 2 chính là khúc sông chảy ngang qua ở phía trước, và người dân thường tụ về đây để thả cá, phóng sanh ra sông. Đến nay, đây cũng là thông lệ hàng năm khi du khách về viếng chùa Bà Châu Đốc 2. Mỗi năm, vào ngày 15-16 tháng 2 âm lịch, chùa Bà còn tổ chức lễ kỳ yên thả tàu cúng các vong linh chiến sĩ trên sông Nhà Bè, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham dự. Ngoài ngôi dân thờ chánh là bà Chúa Xứ Nguyên Nhung Châu Đốc và Ngũ Hành Nương Nương, thì còn có các gian thờ của các vị thánh thần khác như Tổ Sư Tà Cú, bà Linh Sơn Thánh Mẫu, Miếu Ông Thần Tài, Ông Địa, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Quán Thâm Bồ Tát, Di Đà Tam Tôn. Bất kể khách hành hương nào có ý nguyện muốn cầu vạn may ở bất kỳ một vị thần linh nào, thì đến chùa Bà Châu Đốc 2 đều có các gian thờ của các vị ấy để mọi người có thể chiêm bái cầu an cho mình và gia đạo. Ở đây còn có một con đường nữa để vào trong chùa đó quý vị. Mà ngoài vừa rồi là ở ngoài đường á, Sala thấy có con đường đó, chính là con đường này nè. Mình đi vào bên hông chùa. Còn con đường chính vừa rồi là mình đi vào cổng chùa. Gớp. Ở đây mình lên trên tầng trên nữa. Lên tầng trên. Tầng trên có điện thờ Thảo Thảo rồi Thanh Thanh ở đâu hết rồi. Có hẹn nhau chỗ nào chưa? Để đi một hồi nữa. Ở đây là cung Ngọc Hoàng. Ở đây chú nãy nói là các cung á. Các điện thờ là các cung. Nó kêu đứng ở ngoài quay vô thôi, chứ đừng ở trong gỗ quá, chỉ sợ là người ta đang cúng mình quay người ta thôi. Ở dưới điên bảo lên đây quay xuống dưới chút xíu à, đi lên nữa nó chặt. Đứng ở dưới đi, đứng dưới đợi đi. Ở đây Sala chọn một cái góc ở trên cung Ngọc Hoàng để thâu xuống cho quý vị nhìn thấy toàn cảnh. Mọi người đang cúng bái ở phía dưới. Bây giờ thì quý vị cùng với lại Sala ra ngoài bờ sông, mình cùng tham gia vào cùng với đoàn người ra đây để mà thả cá phóng sanh. Đây ngoài bờ kè nè quý vị. ngoài bờ kè hơi nắng đó nha. Đứng ở trong đi, anh ra ngoài anh quay được rồi. Ở trong đứng cho trong với cầu Hải nha, mát nha. Đây có con đường, nó cũng nhỏ nhỏ thôi quý vị. Nay đông quá mình đi từ từ. Chim. Sau một lúc chờ đợi đó quý vị cũng ra được tới ngoài khu vực thả cá. Ngoài đây bà con bán chim cúng xanh, rùa đồ nhiều lắm. Mọi người từ đây mình có cái chỗ mình đổ xuống. Bữa nay hình như nước rồng hay sao, thấy nước thấp quá. Thả cá loại sai rồi chú ơi. Thì mình thả nó bắt hơn. Từ ngoài mình nhìn vô mình cảm nhận như là chùa Bà Châu Đốc 2 như ở trên một con tàu chứ quý vị. Quý vị ơi, đến chùa Châu Đốc 2 đi một vòng bái Phật cầu bình an xong, Sala ngồi uống nước thì đâu đó ở cạnh Sala, Sala gặp được khán giả của Sala, một khán giả đã xem kênh rất là lâu rồi nhưng mà mình không có biết. Ngày hôm nay thì là cô ở cạnh Sala lúc này, cô mới nói là con kinh gì vậy con? Mình nói là Sala, cô nói cô coi hoài. Cô ơi, để con vào đây trời xin túi. Anh đi cũng rất là hay. Cô ngồi đây với con chút xíu hả không? Dạ. Cô ơi, cho con hỏi đó là cô xem Sala TV này bao lâu rồi, cô nhớ không? Cô bấm vô là cô coi à. Cô thấy ví dụ con nói tên vậy đó, dạ, là dạ. Cô cứ coi chùa này chùa kia vậy đó, con quay chùa này chùa kia. Cô cứ coi vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói về sơ sót thì cô thấy đâu có gì đâu để sơ sót. Dạ, dạ, tại vì dạ. Con quay các chùa mà. Rồi cho nên cô cứ coi vậy đó, cô thấy không có gì đâu mà để sơ sót mà từ mà sửa đổi hay là tư vấn phê bình ví dụ vậy. Dạ. Rất là hay. Cái đó là cũng một cái duyên ở chùa. Ở kênh Sala TV có điều gì đó khiến cô coi đi coi lại những cái video con làm, cô thấy như thế nào? Hình như là cái duyên á. Cái duyên. Hình như là cái duyên á. Nhưng mà nếu mà nói với cô coi xong rồi đó là cô mới bấm mới mở lên cho bà chị cô coi. Dạ. Bây giờ bà thường coi cái kênh của con nữa. Giờ coi xong rồi giới thiệu cho bà chị coi luôn. Trời ơi, tuyệt vời quá cô ơi. Bây giờ mình trở lại hôm nay đi. Thì chùa Châu Đốc 2 này cô biết chùa lâu chưa cô? Lâu rồi. Lâu rồi. Hồi lúc cô còn nhỏ luôn. Hồi lúc còn nhỏ luôn. Hồi lúc còn nhỏ mà cô đến đây á, cô có nhớ được cái cảnh chùa ngày đó nó như thế nào, cô mô tả sơ sát lắm. Nhỏ sơ sát lắm. Nước ngập lên nữa mà. Nước ngập luôn hả? Nước ngập mà lên mà hồi đó làm gì có cái khu vực chỗ này. Làm gì ở trong thôi. Trong thôi hả? Cái này là mới đây thôi. Ở đây là hình như là hồi trước cũng là nước nôi không à? Ừ, nước không à. Đó, sau này làm cái sàn nước nữa. Làm cái có ngoài này nữa. Rồi, tao đổ cái bờ kè nữa. Ừ, đó. Dạ. Cho nên hả, cô đi lâu rồi. Đi lâu rồi. Mẹ chắc đi á. Đi vậy à, mình có cầu được gì ở chùa Châu Đốc 2 không cô? Chứ nhất là mình cái sức khỏe của mình là đi đầu rồi đó, dạ. Gia đình được bình yên rồi đó, dạ, anh em trên dưới tận hòa với nhau, thương yêu nhau là cái thấy trước mắt rồi đó. Thấy trước mắt là có được cái những cái điều đó là mình cầu được ở chùa Châu Đốc 2. Dạ. Năm cô đi mấy lần? Cô hả, mấy trước đó, còn cô đi thường lắm, dầm đồ á, chị em đồ kéo ở sớm á, đi xe ba gác đi qua đây nữa. Ở đâu mà đi xe ba gác qua? Ở quận nhất á. Ở quận nhất đi xe ba gác qua đây. Đi qua đây á. Đi ba gác làm đi chở được mấy người? Chở nguyên chiếc xe ba gác luôn. Mấy 10 người không? Hơn luôn á. Hơn luôn á. Luôn á, mười mấy người á. Chiếc xe ba gác ngồi mười mấy người luôn. Đi nguyên chiếc xe ba gác luôn mà. Vui quá ha. Mà bây giờ có đi xe ba gác không? Không, giờ rồi công an nó hốt á. Công an hốt. Giờ mình đi xe máy không cô? Hồi xưa mình đi ba gác. Hồi đó đi xe ba gác gần tới chùa nè, rồi cái công an thổi á, thằng em nó chở, nó nói sao biết không? Chiếc xe bự hơn mày nữa. Nó lùng tiễn nó nhỏ xíu. Đúng mà. Rồi, tại vì bây giờ cái tình hình nó đô thị quá đó cô, cho nên là xe cộ cũng rất là đông quý vị ạ. Cho nên là mình hạn chế không được đi xe ba gác nữa, đi xe máy. Ngày hôm nay cô đi với ai? Đó, cho con cháu em út không? Con cháu em út là nguyên một cái bàn này là của gia đình cô không đó hả? Gia đình không á. Có ông xã không? Không. Không có hả? Con ai cháu đâu? Ai là con ai là cháu? Này nhà con nè. Em gái. Hai đứa con gái. Hai đứa con gái. Này là cháu. Cháu. Nguyên một cái bàn này luôn. Tuyệt vời quá. Em chồng. Năm nay là cầu gì? Có cầu gì mới mẻ không? Cầu sức khỏe không ạ? Cũng cầu sức khỏe. Quan trọng là sức khỏe. Có sức khỏe mới có hả? Đồng ngăn đúng rồi, có sức khỏe mình mới làm được đồng ngăn. Có sức khỏe mới được làm được đồng ngăn. Cảm ơn cô rất là nhiều ha. Sala cũng chiếm một khoảng thời gian rất là nhiều rồi. Bây giờ con cháu cũng đang chuẩn bị để ra về. Mình về mình còn đi chùa nào nữa không? Không, về. Về luôn ha. Thôi thì con chúc cô luôn luôn lúc nào cũng thật là khỏe. Con cháu gia đạo mình thì được bình an. Đi ra ngoài làm thì được thăng tiến trong công việc. Làm được nhiều đồng ngăn các cô ha. Và cô mãi mãi là khán giả của Sala TV. Rất là cảm ơn cô, bữa nay gặp cô ở đây con rất là xúc động. Mong cô được... bất ngờ mà cô mong một ngày nào đó thì hữu duyên cô cháu mình gặp nhau ở đâu đó, ở một cảnh chùa nào đó nữa nha cô. Có duyên nha, phải không? Cô cháu mình có duyên. Cô cũng hả, cái thằng cháu kế bên nó cũng bấm cho con luôn á. Nó coi tivi là tới, nếu mà mở lên hả, nói cái tên con là bắt đầu nó nói về chùa, nó phá chùa chiền rồi đó. Dạ, nó bấm vô cái like con luôn á. Ok, bây giờ cô nhìn vào màn hình. Dạ. Khán giả ở đằng đó, cô chúc cho khán giả đi cô. Khán giả đó. Chúc cho khán giả hả? Chúc cho tất cả khán giả đang xem cô nè. Trời ơi, khán giả ơi, cả nhà ơi, gắng hả, bấm vô cái like Sala đi. Nhiều like đi khán giả ơi, cả nhà ơi. Cô không ăn nói được đâu. Đây lắm lúc có khéo đâu. Trời, con cảm ơn cô nhiều. Rồi con cảm ơn cô. Tạm biệt cô nhé. Rồi giờ cô về, con cũng về luôn. Cảm ơn tất cả các cô, các chị nha. Cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Sau khi quý vị khán giả nhìn lại những hình ảnh của chùa Bà Châu Đốc 2 vào một buổi sáng của mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024 và nhìn thấy bà con đang cầu lộc cầu tài ở chùa Châu Đốc 2 thì bên cạnh Sala lúc này Sala có gặp được một cô. Dạ, cô ơi, cho kênh Sala TV và khán giả biết là cô ở đâu cô ạ? Cô ở Bình Tân. Bình Tân, dạ, Bình Tân cũng là nơi ở của con luôn cô. Dạ, ở Bình Tân thì mỗi năm là cô đều đi Châu Đốc 2 hay sao cô? Đúng rồi, mỗi năm cô đi 2 lần. Dạ. Chùa Châu Đốc 2 này cô biết lâu chưa? Lâu rồi, biết hơn chục năm nay rồi. Dạ. Ở đây thì năm nay cô tới chùa cô cầu những gì cô có thể bật mí với lại Sala được không cô? Thì cũng cầu cho gia đình bình an, dạ. Làm ăn có tiền thôi, gia đình từ nhỏ con cái, từ bà tới ông bà cha mẹ tới con cái thì cũng đều an lạc, hạnh phúc, dạ. Bình an. Dạ. Một năm cô đi mấy lần? 2 lần. 2 lần. Mình đi đầu năm với lại mình đi một ngày tháng nào 7, đó cô? Tháng 7. Dạ. Cô đến chùa Bà Châu Đốc 2 thì cô thấy như thế nào? Thấy tâm hồn mình thoải mái không cô? Thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng. Dạ. Ngoài Châu Đốc 2 cô còn đi những ngôi chùa nào khác không? Nhiều. Dạ. Có đi Quảng Pháp nè, có đi chùa Phát Tạng nè, có đi nhiều lắm các cái vân vân. Ở tỉnh lộ 10 nữa, chùa Vạn Phước á, Phước. Dạ. Dạ, chùa Vạn Phước đúng không cô? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ. Con cũng ở gần đó nên con biết chùa đó. Cảm ơn cô rất là nhiều ha. Con là Sala TV thay mặt cho khán giả của kênh mến chúc cô và gia đình năm mới an khang, bình an và lúc nào cũng thật là nhiều sức khỏe để mình có thể đến tất cả các cảnh chùa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở trên các tỉnh thành của Việt Nam cô nhé. Hy vọng ngày nào đó Sala có duyên lành gặp lại cô ở tại một cánh chùa nào đó cô nhé. Cô cũng chúc con YouTube này càng ngày càng phát triển, có nhiều người view cho con. Dạ, có nhiều người view cho con. Con rất là cảm ơn cô. Một ngày đầu năm mà nghe được cái lời chúc của cô thì thật sự là Sala rất là xúc động quý vị ạ. Rất là mong sẽ có nhiều lượt view quý vị nhé. Dạ, cảm ơn cô. Rồi con chia tay cô, con đi tiếp cô nhé. Dạ. Chúc con nhiều người phỏng vấn cho con. Dạ, dạ. Có nhiều người phỏng vấn luôn quý vị. Dạ. Cảm ơn cô nhé. Dạ, ai Di Đà Phật. Dạ. Con là em Hậu Hoa. Sala đi một vòng nữa quý vị. Đến đây mình rất là may mắn và gặp được một anh cũng là đi chùa Bà Châu Đốc 2 trong ngày hôm nay. Thì em là Sala TV, em thay mặt cho khán giả xem kênh trên YouTube. Em xin hỏi anh là anh ở đâu anh ạ? Ở quận 6. Ở quận 6, cũng rất là gần với em luôn, em ở Bình Tân nè. Dạ. Cơ duyên nào anh biết đến chùa Châu Đốc 2 anh ạ? Tại vì cũng đi mấy lần nè. Đi mấy lần. Dạ. Ở đây thì hôm nay anh đến đây anh cầu gì, anh có thể bật mí cho khán giả không ạ? Thì cầu gia đạo bình an thôi, dạ. Làm ăn thuận lợi vậy thôi. Làm ăn thuận lợi ha. Một năm anh đi Châu Đốc 2 mấy lần? Một lần là vào Tết ha. Dạ. Còn năm nay mình trở lại chùa Châu Đốc 2 mình thấy không khí ở đây như thế nào nè? Rất là xôn xao, rất là vui ha. Dạ. Em thay mặt cho khán giả xem kênh chúc cho anh nè và gia đình anh năm nay được có nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và làm gì cũng được thắng lợi anh nhé. Cảm ơn em. Một ngày nào đó hữu duyên Sala sẽ đến các cảnh chùa và gặp lại anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Thâu hình đến đây thì Sala dường như đã cho quý vị khán giả xem kênh Sala TV trong một ngày đầu năm. Quý vị trở về chùa Bà Châu Đốc 2 ở miếu Ngũ Hành tại Phú Xuân, Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh để cùng với lại Sala, cùng với lại tất cả bà con nơi đây cầu những điều bình an, tốt đẹp nhất trong năm mới Giáp Thìn 2024. Và đặc biệt Sala cũng cầu chúc cho riêng sang mình sang năm sẽ có nhiều sức khỏe để đi đến tất cả các cảnh chùa tại Việt Nam, quay những hình ảnh về các cảnh chùa gửi đến cho quý vị xem kênh YouTube. Rất chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ những video mà Sala thu hình về các cảnh chùa cũng như là những hành trình mà Sala đi ở tại các ngôi chùa và hành hương với tất cả các đầu hành hương, và đặc biệt là làm những chuyến thiện nguyện để giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Xin chân thành tri ân tất cả tình cảm mà quý vị đã dành cho Sala TV. Mến chúc quý vị thật nhiều may mắn và nhiều sức khỏe và hẹn được gặp lại quý vị trên những video mà Sala thâu hình về các cảnh chùa sẽ được đăng tải trên kênh Sala TV quý vị nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát và Ha Tát.